Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn hy hữu của cháu trai tên HDH, 10 tuổi, ngụ ở La Di, Bình Thuận. Theo thông tin từ phía gia đình, cháu đã phụ cha lùa bò và bị vấp té rồi bị đàn bò khoảng 20 con bò dẫm phải. Phát hiện vụ việc, người nhà đã xua đuổi đàn bò và nhanh chóng đưa cháu tới phòng khám đa khoa địa phương, làm CT scan sọ não, siêu âm bụng, chưa ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, cháu đã bị nôn máu đỏ sẫm. Tại bệnh viện địa phương, kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận em hát bị tràn dịch ổ bụng, tụ máu bao lách với chẩn đoán chấn thương lách, đa chấn thương, tai nạn sinh hoạt. Cháu trai được sơ cứu rồi sau đó chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, cháu hát lừ đừ với nhiều vết xây sát ở ngực, bụng, tay chân, vết bầm cẳng chân hai bên, chỉ số HCT còn 22%. Đây là chỉ số thể hiện tỷ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần, trẻ dưới 15 tuổi thường ở mức 35 đến 39%. Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhi chấn thương dập lá lách độ 4, cực trên lách có điểm tổn thương mạch máu xuất huyết, tổn thương dạ dày, bé còn dập rách phổi, tràn khí tràn máu màng phổi trái và trung thất, tổn thương đông đặc phế nang phổi. Các bác sĩ đã hỗ trợ hô hấp thở oxy truyền dịch truyền máu, trích ngừa uốn ván theo dõi sát tình trạng tổn thương nội tạng. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, HCT tăng lên 36%, CT scan não, ngực bụng và siêu âm ngực bụng không thấy xuất huyết thêm bác sĩ khuyến cáo người dân khi chăn dắt châu bò cần phải cẩn thận để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra có các biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân đặc biệt là trẻ nhỏ nếu không may bị châu bò dẫm hút cần đưa người bị nạn đến cơ sở y tế điều trị kịp thời nhiều trường hợp bị châu bò hút kéo chấn thương nặng dẫn đến tử vong